Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tay cầm PS4 với cả điện thoại. Chúng ta nút PlayStation với cả nút Side. Này nhái nhấn nhảy là được nhá. Và ta sẽ bật tìm kiếm. Bật Bluetooth. Đây nó sẽ hiện tay wireless đây. Ok. Tay sáng đen xanh là được. Người ta sẽ thử một số game. Thử Alpha 9. Rất nhiều game hỗ trợ nhưng mà cái game PES 2019-20 của Mobi lại không hỗ trợ. Hôm qua mình thử mãi không được. Tay cầm DualShock PS4 này rất là bền của Sony. Chúng ta mua cũ thì chắc khoảng 4-500 thôi. Còn mua mới chắc khoảng 1 triệu hoặc hơn 1 triệu tùy từng màu sắc và tùy từng model. Tại này học chúng ta thì mang sửa chữa được rất dễ dàng nhưng không dây. Điện thoại thì đa phần có Bluetooth hết, cho nên kết nối thì chơi game là rất sướng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu về chơi đây. Chúng ta sẽ thử một vòng đua bỏ tay cầm. Vừa nó đua nhé, sao phải sang trái vậy? Và nút R2 là nút tăng tốc. Trên con Galaxy A51 này nó dùng chip Exynos cho nên là hơi lag. Giờ chúng ta sẽ thử trò Meta Zoom. Trước trên PS1 phải gọi là Zambo lùn ấy. Đây Meta Zoom X đây. Chơi trò này thì chơi mà ta cầm đi phê rồi. Tại quay lại tuổi thơ game PS1. Okay. 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 Chuyện này là chơi tay cầm cũng rất thích. Cả trò mua đừng có Park 5 cũng chơi tay cầm. Trò này là bất tử. Như các bạn chơi thoải mái mức thái đạo. Chơi trò
trò Kabuki mới đã ông chơi được một tay cầm nhá. Cấp C không khác gì bên một tay cầm ở bên 4 rồi. Chúng ta phải cho phép. Chúng ta cho đối kháng đây. Trò này nó bắt đau lát. Ta thử chỗ khác vậy. Một trò bóng đá mô phỏng. Trò này cũng hay, pet sợ hay hơn nhưng mà lại không sợ tay cầm. Không hiểu sao. Mình thử mấy lần không được. Chắc là các bạn cập nhật từ sau thì pet có thể khả năng là sẽ hỗ trợ. Trò bóng đá mô phỏng U rất hay. Chúng ta hướng như nào thì sẽ ăn trên này sẽ hiển thị nhận biết như vậy. Sút không được, một quả thật đau. Không được. Trò này hình như phỏng rất ngộ nghĩnh. Không bóng rồi. Chưa bóng tay cầm này rất tiện đấy. Bây giờ chúng ta đưa cái máy khắc gì BSB không? Đưa một Sony. Điện thoại thông minh ngày nay càng ngày càng hoàn thiện. Nếu mà chúng ta muốn tắt thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào cài đặt. Bluetooth kết nối này. Bluetooth và tắt thì sẽ tay này sẽ lập tức tắt, tắt điện, tắt đèn luôn. Đó, tay sẽ tắt đèn. Cảm ơn các bạn đã xem video.